Mười phương thế giới có công, mà ba đời vạn loài cầu mong đại hùng. Mà con nay ba nghiệp viễn dung, lệ khắp tất cả không trung môn lòng. Mà phổ hiền hạnh nguyện thần thông, khiến cho đệ tử trong vòng Như Lai mỗi thân hiện khắp trần ai, mỗi thân lễ lại kim đài liên hoa. Ở trong cõi phận hằng xa, đại hội Bồ Tát môn nhà độ sanh, vô tận pháp giới tinh anh, tin sâu Phật pháp thanh danh xuất trần. Mỗi người tiếng vọng có phần, phát ra thánh thoát tâm thần sáng trưng. Tương lai mỗi kiếp tôn xưng, khen ngợi Phật đức các tình rất sâu. Tràng hoa tươi tốt muôn màu, ai âm nhạc ca vĩnh lòng hầu hướng bay. Trang nghiêm thành kính xưa nay, con đem dâng cung đức thầy Như Lai. Hương y có một không hai, đèn đuốc soi sáng trong ngoài đường đi. Cao như quả núi Tu Di, thành tâm dâng cung các vị Thế Tôn. Con nay mở rộng tâm hồn, tin sâu Phật pháp trường tồn từ lâu. Phổ hiền nguyện lực rất sâu, cúng dường cùng khắp nhiệm màu Như Lai. Xưa con tạo các nghiệp sai, đều do ba độc họa tai nối liền. Từ thân miệng ý truyền miên, giờ đây mới biết lòng chuyên sám trừ. Mười phương các loại đồng cư, hữu học vô học tâm tư nhị thừa. Như Lai Bồ Tát xa xưa, tùy hỷ công đức cho vừa lòng đèn tuệ thắp sáng cầu xin. Bồ đề thành tự đứng tin bắt đầu, chúng con kinh thỉnh nguyện cầu chuyến xe diệu pháp đạo màu đã ban. Chư Phật muốn nhập niên bàn, con xin kinh thỉnh vị hàng phàm ngu, cứu trụ giáo hóa công phu chúng sanh lợi lạc đường tu chuyên cần. Cúng dường lễ tán đa phần, thánh phần trụ thế tâm chân độ đời. Tùy hỷ sám hối khắp nơi, chúng sanh phần đạo đồng thời in sâu. Xin đem công đức nhiệm màu, hướng về thượng giới Minh Châu hiền bài. Tâm tướng tam bảo tự rày, dung thông hai đế chờ ngày thành công. Phương đứng như nước biển đông,
con nay hồi hướng môn lòng thanh cao à thân cầu ý niệm lao chao à dứt trừ ngạ pháp công lao đức thầy tân ca hoặc chướng từ nay à xin đều tiêu diệt xin thay phép màu à mỗi niệm trí tuệ làm đầu chúng sanh đồ hết không cầu trả ơn à hư không thế giới có trần à nghiệp và phiền não đều quên hư không bốn pháp như thế dũng thông à nguyện nay hồi hương cõi lòng như ơi như cuối lại đức đại hạnh phổ hiền bồ tát à, cuối lại đức đại hạnh phổ hiền bồ tát anh cuối lại đức đại hạnh phổ hiền bồ tát Ái dục thân nghiệp thứ ba gốc nguồn vô tận ta bà thọ sinh theo lời Phật dạy trong kinh ai đem vạn trạng thiên hình ngu si ngục tù chướng ngại u mê luân hồi muôn kiếp cũng vì ái ân cuộc đời sống tựa mây vần đóng thương vô định mấy lần tu di không than nước mắt nằm về nếu đem tích suối ghe nào bằng vương vòng ái dục vi bằng biển mê sinh tử xích thần rối ren địa ngục thông khổ mây phen cùng loài quỷ đôi tiếng rền khóc than súc sinh quả bao thân cam bồ cầu chim sẽ tánh hàm dâm tàn nếu sanh trong cõi người ta vợ con bất chính đạo nhà chẳng vui bao nhiêu khổ bao chôn vùi do nhân ái dục khiến đời khổ đau phẩm tiền tha thiết khẩn cầu ăn năn sám hối tật sâu phát lô kể từ vô thủy đến giờ luân thường chẳng giữ tương tư vợ người mưu sâu dụ dỗ đoạn chơi xâm phạm trinh tiết phá đời gái ngoan thì kheo ni cũng tính toan làm nhớ phạm hạnh hoang đàn đầy đưa ý quyền cưỡng bức gạn lừa khiến người tan tác cũng chưa thỏa lòng mà trắng hoa mèo má gà đồng mà chẳng phân biệt hàng đàn ông vô loài nay con đã hiểu chuyện đời chí thành sám hối sao thời ăn năn nhờ công sám hối não phiền ác nghiệp dâm dục tự nhiên được trường
sanh ra chẳng tự cửa nhờ, tâm thân thanh tịnh là nhờ hóa sinh, thập phần tướng tốt quang minh, thông minh định ngộ tinh anh tuyển trần. Xa lìa dục vọng ái ân, biết đời hư ảo hồng trần thoát ly, trong mơ cũng chẳng suy vì, như như bất động tu trì chánh nhân. Nay đem tính mạng tâm thần, quy đánh lễ pháp thân Phật Đà. Trong kinh lời phân rành rành, không trừ ba chướng tội tình luân lưu. Một là phiền não chẳng thiếu, hai là ác nghiệp muôn điều khổ đau, ba là khổ báo trước sau. Ba điều chướng ngại nương nhau tạo thành, vì phiền não ác nghiệp sinh, lại vì ác nghiệp bao hành khổ đau em. Nay con đã hiểu nghĩa màu, chỉ thành sám hối đề đầu kính tin. Đề đầu sám hối vẫn tiền, ăn năn ý nghiệp liên miên ta thành. Nghiệp thân nghiệp miệng cũng đành, tùy theo nghiệp ý mà hành động theo anh. Ý gieo ma độc hiểm nghèo, tham lam sân hận còn đều si mê. Chính vì ngu tối lệ thề, tin theo tà kiến say mê sâu trần. Trong kinh lời Phật ân cần, chỉ bài nẻo ác do nhân tự trồng. Tham sân si độc trùng trùng, xa vào địa ngục chẳng hồng thoát ra. Súc sanh ngạ quỷ cũng là do ba độc ấy khó mà đổi thay. Dù cho trở lại có ngày, làm người cũng phải mang hoài nghiệm xưa. Nghèo nàn cô quá lọc lừa, hung hăng đần độn xác sơ môn đời. Còn bao quả bao tài trời, cũng vì ý nghiệp tơi bời khổ đau. Con này chỉ khấn cầu Phật tiền con lại dâm đầu ăn ấy năng. Dập đầu sám hối nghiệp căn, đều do ý tạo vô vàng nghiệp nhân. Chư Phật Bồ Tát ân cần, cùng chư thánh chúng lý chân tự thành. Đã từng chỉ giải đành rành, bằng nhiều phương tiện thực hành tiến tu. Phải coi phiền não như thù, vì phiền não nhập che mù tuệ căn.
Nó thường gây những khó khăn, chẳng cho hạt giống thiện tâm phát hành. Não phiền như nước lũ nhanh, cuốn phăng mọi hạt giống lành thế gian. Khiến ta thông khổ gian nan, đắm trong sinh tử muôn vàng khổ đau. Não phiền chằng chịt với nhau, như vòng xích sắt khóa cầu liễu sanh. Không cho ai thoát ngục hình, không cho ai khỏi tứ sinh luân hồi. Vì dòng nhân quả đời đời ra và sao nếu không nơi quay về. Không đường ra khỏi bến mê, nay con lợi dụng cần kề chữ con. Giúp con gội rửa tâm hồn, một lòng vận dụng pháp môn nhiệm màu. Con xin một giả khẩn cầu, thiện tâm tăng trưởng ân sâu Phật Đà. Kể từ vô thị ra vào, trôi lăn sao cõi hằng hà khổ đau. Tưởng mình tâm thức thâm cao, biết đâu dại xa vào mấy mai. Hoặc nuôi ba độc trong nhà, hoặc vì ba lầu sanh ra nỗi này, hoặc do ba khổ đọa đày, hoặc do ba hữu mà bài oán kiêng. Để cho phiền não nổi lên, tạo ra vô lượng vô biên tội tình. Nay còn xấu hổ tự trình, cầu mong sám hối tội mình từ xưa. Kể từ vô thủy đến giờ, hoặc theo bốn trụ, hoặc thừa bốn lưu, hoặc do bốn thủ mà chiếu, hoặc dùng bốn chấp, hoặc chiều bốn duyên. Hoặc do bốn đại gây nên, hoặc do bốn phước bốn triền bốn tham. Việc lành chẳng nhẫn chịu làm, mặc cho phiền não gieo mầm tử sinh. Vô biên vô lượng tội tình, chúng sinh sáu đào ngục hình tử giam. Ngày nay phát lộ quý tam, mà cầu xin sám hối mong làm thiện nhân. Ngày kể từ vô thủy chẳng phân, hoàng gió năm trú xoay vần trong tay. Hoặc do năm cái mà ra, hoặc do năm kiến, hoặc là năm sang. Năm tâm phiền não dân tràn, cam lòng chịu khổ gian nan trọn đời. Con xin sám hối mọi thời, ngày đêm tinh tấn chẳng rời ăn năn. Hoặc do mê muội sáu căn, hoặc do sao thức tâm thần đảo điên. Hoặc do sáu tưởng mà nên, hoặc do sáu thọ lụy liền sáu hành. Hoặc do sáu ái hoành hành, sáu nghi để khổ tranh giành nổi lên. Thật là thông khổ vô biên, con xin sám hối não phiền đã cam anh. Hoặc do bảy lậu khó kham, hoặc do bảy sữa như chàm dính tay. Hoặc do tám đảo mà sai, hoặc do tám cố nên đầy kiếm oan. Hoặc do tám khổ nấu hầm,
mà phiền não hãy ngấm ngầm chúng sanh. Con xin sám hối chi thành, cầu xin chư Phật ý tình ngu si. Hoặc do chính não tràn trề, hoặc do chính kiếp mê mê tính phàm, chính duyên chẳng chịu tiêu phần, hoặc do mười nghiệp không phân nghiêm nào. Mười một biên sự câu cao, mười hai thứ nhập nắng nhào tử sinh, mười sao trì kiên tung hoành, mười tám thứ giới ngũ hình bao la, hai mươi lăm ngã trần xa, sáu mươi hai kiến toàn là nghiệp nhân, tám mươi tám sự hoặc tâm, cộng thêm mười sự trong tầm hoặc tư. Một trăm lẻ tám có dư, phiền não bùng cháy đốn trừ tâm can. Mở toan cửa ngõ mối vàng, cho mọi tập xấu rộng đàn nhập tâm. Ta coi ta phúc âm thầm, hải hàng hiền thánh phá ngầm chúng sanh. Khâm trọng tam giới hữu tình, không sao tránh khỏi khổ sinh ngâm tràn. Cầu xin chư Phật rải ban, từ bi cứu độ muôn vàng tội xương. Khoa tầm sám hối mong nhờ, mười phương tam bảo dẫn đưa về. Nguyện nhờ công đức cao dày, pháp môn sám hối đêm ngày hằng chuyên, ăn năn ba số não phiền, cho con ba nguyện hiếm nhiên đang thành. Sáng soi ba tuệ ba minh, ba khổ cũng diệt tâm hành sạch trong. Não phiền bốn số trong lòng, nhờ công sám hối thầy cùng tiêu tan em. Bốn vô lượng bốn tín tâm, ác duyên thống khổ không cần sợ chi. Nhân duyên năm số động thì, siêu thoát năm đạo hộ trì năm căn. Năm phần năm mắt như băng, đời đời kiếp kiếp chẳng hằng dính nhớ. Thần không sao thứ có dư, sao trần chẳng thể làm mờ trăng sao anh. Sao ba la mật hạnh cao, sao thứ nhiều hạnh lúc nào cũng thanh. Nhiễm mơ chẳng vương trên mình, nhờ ơn cam lộ nước lành từ bi. Nguyên nhân bảy số trở đi, cho đến mười số tức thì tiêu tan. Ngồi hoa thanh tịnh yên bàn, tám công đức thủy quay màn lưỡi sanh. Hành mười vị cũng viên thành, đoạn trừ chín đô thực hành chín phen. Nguyên nhân mười một trở lên, mười hai mười tám nhân phiền não tiêu, nhằm vào thể tánh cao siêu. Tánh không lý giải muôn điều đều thông. Bánh xe chánh phá chuyển vòng, ngự tòa tử tại trong lòng tỉnh thanh. Mười tám bất công hoàn thành, vô lượng công đức sẵn dành độ tha. Nguyện dù ở tại ta bà, cũng không thôi chuyện tà ma phục hàng. Nguyện lòng cung kính mười phương, chí thành lễ lại cung dường chư tôn.
Nguyện nhờ công đức chi thành sám hối mà đưa thân hình kim cang sống lâu vô lượng tuổi vàng, không còn vương mắc vào đàn tật sân, không còn tư tưởng hại nhân, tâm từ bi cùng bội phần thăng hoa, thương người như thể con ta, thấy ai nguy chẳng nề hà tính toán anh. Chúm cho tới chỗ an toàn, còn đem chánh pháp luận bàn độ nhân, người người đều cảm Phật ân, không còn sợ hãi mười phần mừng vui, quy hết thảy phận rồi, con đem tính mạng gửi nơi Phật Đà. Cho luôn vợ đẹp con xin, bảy thứ trần bao quốc thành chẳng vương, cũng vì hai chữ tình thương, sáu năm khổ hạnh chỉ đường chúng sanh. Muốn cho thế giới yên lành, muốn cho nhân loại hoàn thành phận tâm, làm sao bao nổi phận ân, vá khiên dấu nặng hả ngần ai chi. Thân tâm muôn kiếm bỏ đi, cũng không báo nổi ân vì chúng sanh, để đem chánh pháp diệu tinh, trải vô lượng khổ pháp lành nói ra. Nay con báo đức Phật Đà, một đời xin nguyện thiết tha tu hành, mong sao đạo cả viên thành, hộ trì tam bảo pháp lành truyền sang. Đại thừa chánh pháp tuyên ra, đưa nhân loại thoát ta bà khổ đau, tỳ lô tánh hải cũng vào, ấy là ơn phận thâm sau bao đời. Bảy là quán sát tội khiên, tội do đầu tới triền miên chất chồng,
tánh chân muôn sự đều không, chỉ do vọng tưởng mà lòng cảm chiếu anh. Do nhân duyên tạo mọi điều phát sinh, tội lỗi gây nhiều trái oan. Lời kinh phân dạy rõ ràng, bao nhiêu nghiệp tội của hàng chúng sanh. Nhân duyên thác loạn mà sanh, nhân duyên đoạn diện tội tình hoàn không. Tâm tội vốn chẳng ở trong, lại chẳng ở giữa cũng không ở ngoài. Thực hành diệu pháp không hay, bao nhiêu tội lỗi trong ngoài sanh trơn. Ăn năn sám hối không sờn, tu tâm dưỡng tánh lòng con chỉ thành. Cầu xin chư Phật thương tình, ra ơn cứu độ tâm thành quy. Phàm phu trí thiện toán nghi ngờ, lý sâu nghiệp báo mù mờ. Dòng đời chỉ biết bây giờ mà thôi, thấy nghe nông cạn trong đời. Người hiền sao chịu bao thời đắng cay, người ác lại có đủ đầy. Chất sân thấy đời thiên ác bất phân, cần chi tích đức tu nhân để phòng. Mà mê làm nghiệp bao chẳng thông, rằng nhân quả ứng ba dòng thời gian. Trong kinh Phật dạy rõ ràng, hiện sinh hậu báo ba đà nghiệp đưa. Hiện báo là quả bây giờ, ngay đời này thọ chẳng chờ kiếp sau. Sinh báo thì quả hơi lâu, đời này thiện ác đời
đời sao hướng đền, hộ bao lại ân triền miên, tứ thời quá khứ qua miền vị lai. Cho nên đừng kể thấy ai hiền lành mà phải một đời khổ đau, hiểu rằng sinh báo từ đâu, hoặc do hậu báo trước sau cũng đành. Chớ nhìn kẻ ác gặp hơn mà lòng tưởng chẳng ưu phiền trong tâm, mà sinh báo hậu bao chẳng lầm, là do tội phước sưu tầm kiếp xưa. Phải nên tin chắc đừng ngờ, làm lành được phương mong nhờ mãi sau, án thời phương giảm tội sâu, nói chung nghiệp báo là đầu chướng duyên, tu hành mà nghiệp báo lên. Dễ gì thành tựu chú viên mọi bề, nên cùng trí thức cận kề, cùng nhau sám hối nghiệp kia tiêu dần, được cùng thiên hữu cẩn thận. Con đường đạt đạo mười phần thuận xuôi, nay con sám hối nghiệp rồi, cầu xin chư Phật phép soi lòng thành. Nay con quỳ tại Phật tiền, dập đầu lại Phật thánh hiền chư tăng, một lòng tha thiết thưa rằng: kể từ vô thị đã hằng gây ra, tội nhiều như các bão la, trái dài như bãi hằng hà đôi bên, vậy mà chẳng biết căn nguyên. Do đâu nghiệp tới mà nên nỗi này, hoặc làm năm tội sâu dày, nghiệp vào vô gián ngục ngày nào ra. Nhất thiện đề tội hằng xa, nghiệp do ý ác bạn tà đua theo, khinh chê lời Phật bếu riêu, pha rối tam bảo triệt tiêu đại thường. Chẳng tin tội phước làm bừa, bất hiếu cha mẹ chẳng ưa lời thầy, bản lành chỉ bao đường ai, biểu môi chu bỏ ngõ lầy bước chân. Mười thiện năm giới chẳng tuân, phạm điều dâm dục chẳng phân chánh tà, giới điều Phật tứ tại gia, hạnh tu Bồ Tát hoằng là luật lý. Của hàng hiền chúng tăng ni, vô tình pha rối không chi chẳng làm, mà kể ra khôn xiết lỗi lầm, mà con nay sám hối ăn năn tận cùng. Nghiệp sai đã tạo trùng trùng, hướng về chư Phật trái lòng sắc son, giúp con nghiệp tiêu mòn, giúp con sám hối cho tròn đường ấy tu. Con nay đã sám tội rồi, nguyện nhờ công đức của lời sám kia, vô minh phiền não nhất tề, đồng thời tiêu diệt nghiệp kia cũng tàn.
phước sanh tuệ giác phát quang, đời đời nương Phật giữ hàng thiện nhân, không tâm ngũ nghịch tội thâm, diệt trừ thua tôi của thân thiên đề. Từ nay xa lánh nẻo mê, mong ngài ngồi được Bồ Đề Liên Hoa. Thề không tái phạm nghiệp ma, thề tu pháp tiến vào nhà Như Lai. Oai nghi giới luật chẳng sai, sao ba la mật chẳng nài khó khăn, bốn tâm vô lượng trướng tăng, mười thứ trí lực trang hoàn thành cao. Đại bi ba niệm chẳng nào, bốn niệm vô ý tìm vào biển không, thường lạc diệu trí đều thông, tám tự tại ngã cũng đồng Như Lai. Bám hai tướng tố của ngài, 80 vẻ đẹp nghiêm oai trong ngần, nguyện nhờ sám hối ăn năn, vô lượng công đức sánh bằng đại dương. Phật Bồ Tát khắp mười phương, chứng minh lời nguyện chẳng nhường núi non, từ bi gia hộ cho con, quy tam bảo chẳng mòn đức tin. Sám hối án đạo xong rồi, con xin sám khổ luân hồi thẳng dư. Trời người trong cõi diêm phù, đều mang khổ báo nghiệp dư tràn trề. Cõi trời vẫn lắm đam mê, cõi người còn phải ê chề báo dư. Cho nên sinh mang diêm phù, cuộc đời bấm thọ tính dù trăm năm anh. Mấy ai sống tới tuổi trăm, mà còn người yêu thọ số nhầm hằng xa. Huống hồ từ thuở sanh ra, mang bao hình thái khổ trà tâm can. Buồn phiền sợ hãi lo toan, có đau phục chốc nghèo nạn rời tâm. Mà khổ báo nung nấu âm thầm, là do thiện nghiệp quá tầm mong manh. Ác nghiệp nảy nở đua tranh, làm cho kiếm sống chẳng thành tựu chi. Truy nguyên khổ bao cũng vì, tàn dư tiền kiếp đến kỳ phán ra. Hôm nay sám trước Phật Đà, nguyện xin tiêu diệt hẳn hà tội xưa. Bao nhiêu khổ báo còn thừa, cũng xin sám hối diệt trừ mọi nhân. Đã gieo không biết bao lần, từ đời vô thủy tập huấn đến giờ. Biển mê chẳng có bên bờ, luân hồi nhân quả sẵn chờ báo chúng em.
kiếm trời hay kiếm người cùng lãnh chia nghiêm quá không mong thoát nạn sám hối khổ cõi nhân gian hòa thừa oan cố thân tàn tật đau anh giá quan chẳng đủ như nhau cũng do tội cũ đau đầu dẫn đưa ba án tám nạn dây dưa mạng sông ngăn ngủi sớm trưa vô thường họ hàng quyên thua quấn vương sinh ly tử biệt muôn đường cổ đau oan gia khổ bao đối đầu ghét yêu sợ hãi phải đau do mình khổ bao nước lửa đau bình chiến tranh nguy khốn rập rình kề bên xa quê mồ mả tổ tiên anh nhiều phen lưu là nơi miền hoang vu khổ bao lao ngục cầm tù tai bay hỏa gửi oán thù khảo tra khổ bao miệng lưỡi gian hoa vu hoàng giá hỏa cửa nhà nạn tan khổ bao hoạn nạn miên man dịch tả số ve phong hàng liệt thân khổ bao á quỷ phi nhân ngầm gieo tai họa muôn phần hiểm nguy khổ bao yêu mỹ thần kỳ sanh điều quay đáng lâm ly hoàng đường mạng người như chỉ treo chuông mãi lo khổ báo chẳng phương thoát nàng hải hùng thú giữ trên ngang sợ loài cá sâu dưới làng nước ăn sám hối khổ báo từ đắm mang tự treo tự sát tự cầm vật sâu lửa dữ mà tự nhào đầu cháy tiêu thân xác chẳng cầu mà vương sám hối khổ báo tai ương không danh không phận sanh đường tiên thí y phục thực phẩm chi ly chẳng bao giờ đủ ai bi não nùng làm gì cũng gặp nghiệp hung cản đường chẳng lối chẳng dung viện nào đời này và cánh đời sau nghiệp dư quay pha kiếp nào mới tan hòa tai biển cô trái ngang những điều ương ách muôn vàng khổ đau anh hôm nay đệ tử hội đầu hướng về chư Phật khẩn cầu giải oan triệt tiêu tội chướng ách nạn con xin sám hối lễ tràng ăn ấy năng con vì ba nghiệp sáu căn đã xin sám hối mọi phần đã xong mà bốn loài sao nếu lòng vòng bao nhiêu nghiệp ác cũng mong tiêu dần công đức sám hối vô ngần cũng đem hồi hướng thảy tuần tử dân chúng sanh mọi loại khắp trần cùng nhau sám hối thân tâm an toàn ba tài ách với tám nạn nguyện xin tất cả tiêu tan đời này ăn mặc tất cả đủ đầy chánh tín tam bảo chẳng ngày nào lơi vô thường dù sai đến nơi cũng không hối tiếc thân đời chúc chi cực là thế giới tức thì tìm về hậu hạ đức Di Đà ngài
lại cầu trong kiếp về lai được nghe Di Lặc chỉ bài tiếng tu. Nguyện cùng bạn hữu đồng tu, sanh nơi chánh pháp hưng phù tín tâm anh. Chẳng sanh ngoài đạo mê lầm, mà hộ trì tam bảo tâm thần sáng trong. Đời đời kim kim một dòng, hóa sinh tự tại trong lòng hoa sen. Vui nhờ cơm áo tự nhiên, tâm tự an ổn chẳng phiền chẳng lo. Nguyện không phân biệt nhỏ to, nhân từ trung hiếu giúp cho muôn loài. Một tâm bình đẳng cứu đời, không hề phân biệt ta người oán thân. Đời đời kiếm kiếp được gần, mười phương chư Phật thấm nhuần từ bi. Chế ngự ma oán cuồng si, được cùng Bồ Tát Đề Huệ sống chung. Bồ Đề kiên cố không cùng, tuyên dương Phật Pháp ban lần thế gian. Đại thừa ráng rỡ đạo tràng, phân thân vô số cứu nạn chúng sanh. Muôn loài xa lánh vô minh, tâm không thoái chuyển đăng trình linh sớm. Xưa kia chư Phật đã từng cùng chư Bồ Tát thành tâm thệ nguyện. Nguyện tu phước trí vô biên, rồi đem hồi hướng khắp miền chúng sinh. Nay con cũng nguyện tu hành, trao dồi phương trí viên thành đạo sâu. Cũng xin hồi hướng phương màu, nguyện vì lời lãng mong cầu chúng sinh. Tiếng tu Phật quá sâm thành, chúng sinh ân hưởng nương lành từ bi. Không gian dẫu tận hề chi, chúng sanh dẫu hết từ bi chẳng mòn. Hạnh nghiệp dẫu hết sắc son, phiền não dẫu hết hãy còn Phật tâm anh. Thiết tha thề nguyện thâm trầm, mà quyết tu phước trí mê lầm triệt tiêu. Công đức hồi hướng cao siêu, nguyện xin kiên cố sắm nhiều hằng xa. Một lời thề nguyện phát ra, không bao giờ tận phá ba ngục tù. Mong sao chí cả vẫn tu, chư Phật Bồ Tát viên chu tán thành. Mười phương tam bảo chứng minh, từ bi nạp thọ tâm thành của con. Lời nói thô ác ôm sòm dệt theo, tấn công nói lưỡi hại chiều. Nói lời chẳng thực đặt điều dối gian anh. Lời kinh giáo huấn rõ ràng, đó là những địa ngục đàn đọa xa. Cùng loài ngạ quỷ ác ma, ngục hình
Nếu sanh vào cõi súc sinh, làm loài qua cú phát thanh rợn người. Nếu sanh trở lại cõi người, miệng mồm hôi thối nói lời điêu hoa, trong thân quyến bất hòa. Hai canh hai cái người xa lánh dần, miệng gây nghiệp ác ngu đần. Quý tam bảo ngàn lần ăn năn, cúi đầu kinh lại Thế Tôn, một lòng sám hối lòng son giải bày. Chúng con nhiều kiếp đến nay, dùng lời thô ác mà gây giận hờn. Với người gây gỗ tranh hơn, nói năng bất nhã khinh lợn người trên. Chẳng phân quen là sang hèn, thốt lời nhục mà dưới trên chẳng màng. Miệng mồm chửi rủa phủ phàng, khiến người khóc hận tìm đàn tránh xa. Cùng người xô xa quất hòa, oán trời cách đất kêu la quỷ thần. Miệng mồm la lối vang gần, tạo ra khẩu thiên thần cũng kiên. Tội tình vô lượng vô biên, nay xin sám hối nghiệp điên dâm đầu. Đời con chẳng biết từ đâu, chuyên lòng dối trá mưu cầu lợi điên. Ăn không nói có hư huyền, đặt điều nói láo làm tiền người tin ăn. Cha con thân quyến bạn hiền, cũng mưu lừa dối nói điên làm quan. Làm cho chia rẽ họ hàng, làm cho nước mất nhà tan mới đành. Hoặc dùng yêu thuật mà miệng khoe quan đã cứu thành thánh nhân. Tứ thiền bán định chứng phần Bồ Tát là hãng được thân thánh hiền. Bày điều sai khiến lòng thiên, sắm trò câu đảo chuyển miền gió mưa. Nay con sám hối xin chừa, lòng con chi thiết tóc tơ phản lộ. Hoặc dùng lời lẽ tiếng to, văn hóa trao chuốc mưu đồ lời danh. Hoặc dùng âm nhạc trữ tình, hoặc dùng son phấn tô mình vẽ môi. Lẳng lơ lời nói tiếng cười, làm điều sằng bậy dụ người tà dâm. Mà khiến người mê sắc loạn tâm ăn. Mọi mòn chỉ khi lỗi lầm chẳng hay. Hoặc dùng ý ngữ khoe tài, vu khống xuyên tạc chê bai trung thần. Dèm pha hiếu tử hiền nhân, khiến cho hậu thế nghi lầm người ngay. Có oan khó nổi có bài, ôm lòng hoan hận tôi dày sự sanh. Nay con phát lộ chí thành, tất cả nghiệp ác tội danh sám trừ. Kể từ kiếp kiếp nghìn thu, gây ra tội lỗi oán thù vì đâu. Bày ra lời nói đôi chiều, sáng dương ngoài mặt đặng điều sau lưng. Dèm pha phần tán đôi đường, tấn công khích bác lợi dường như dao. Vua tôi nghĩ kỳ lắm nhau.
vợ chồng ly tán, bạn bầu lìa xa, hai bên liền kết an hòa, cũng bị theo vết dèm phá sự tình, gây nên thù oán giao tranh, làm cho nước loạn dân lành khóc la, ác nghiệp như nước hằng hà. Lòng thành sám hối xin tha nghiệp dày, con nguyện tu sửa từ đây, nguyện cho tội ác miệng này hóa không, ác nghiệp miệng sám vừa xong, nhờ công đức sám mà lòng được yên. Âm thanh tam thứ đủ duyên, biện tài bốn thứ chu viên tựu thành, phán ngôn lời lẽ đành rằng, nói năng hòa hợp ý lành lời chúng anh. Ai nghe cũng thỏa tấm lòng, biết rành ngôn ngữ tục phong mọi miền, ngôn từ bất tuyệt liên miên, khiến người giải thoát ưu phiền phàm phu, nhập hàng thanh giả chân tu. Mở con mắt tuệ khóa tù tối tâm, mà con xin phá nguyện nhất tâm, mà sám hối nghiệp miệng mê lầm xưa nay, cúi đầu năm vóc trương đại, hướng về tam bảo biên mài quý ơi. Từ xưa vô lượng tội tình, những khổ bao chướng quanh mình bủa vây, tề địa ngục khổ thay, như lời Phật dạy chẳng ngày thoát ra. Chịu bao thống khổ khảo tra, quanh tề ngục tưởng là sắc vây, trên thì lưới sắc dâng đầy, dưới thì rừng kim đao dày đan nhau anh. Bốn bề lửa dữ thổi vào, tội nhân trong đó cán nào nướng quay, cửa thành cho sắc bao vây, nành dài vuốt nhọn mắt tày anh sao anh. Trên không chim sắc đua nhau, móng gan mỏ thép móc hầu tội nhân, đầu trâu ngục tốt rần rần, hét la đánh đập chặt bầm phân thấy anh. Lại thêm xe kiếm đao cày, trên công bổ xuống bảy ngày ruột gan, như vậy muôn tháng ức năm, mà sống thì chẳng đưa trên càng không xong, mà khổ bao như thế chẳng cùng. Con xin khẩn thiết hết lòng ăn năn, còn bao khổ bao nghiệp nhân, đọa vào địa ngục cán tầng khác nhau, khổ bao thân rã chẳng đầu, vào nơi cây kim núi đau thọ hình. Khổ báo thiêu đốt thân mình, nằm giường sắc nóng mặn tình kêu la, khổ báo nghiền nát thịt da, bánh đao xe lửa nghiến cà nát thay, khổ báo chừng nấu nướng quay.
chui vào lò lửa tan thay vạn dầu, khổ báo tàn khổ nát nhầu, vào ngục nuốt sắc uống dầu đồng sôi, khổ báo xương nát thịt rơi, vào ngục côi sắc say người nát tan anh. Khổ báo ăn nói dối gian, trâu đen cày lưỡi miệng tràn máu tươi, khổ báo lòng đốt rã rời, dây đen địa ngục sáu thời siết căng, khổ báo ngập nướng trôi sông, chìm trong địa ngục tro hồng phấn sôi. Khổ báo da nứt thịt phơi, chôn địa ngục lạnh đời đời giá băng, khổ báo tàn sát hung hăng, địa ngục chim sắc sói lan cắn nhầu. Khổ báo đâm chém lẫn nhau, địa ngục đao kiếm móc hậu bầm thay, khổ báo bị nương bị quay, địa ngục ngậm lửa tối ngày đốt thui. Khổ báo kẹp nát hình hài, địa ngục bánh sắc nghiêng say tan bàn, khổ báo mổ xẻ thân mình, đọa vào hắc nhĩ cưng hình khảo trai. Khổ báo chém chặt bánh da, địa ngục núi thịt mù lòa tối thui, khổ báo thịt lũng xương lồi, địa ngục cưa xe khắp người đóng đinh, khổ báo mổ cắt xe phanh. Địa ngục mọc sân treo mình ngưỡng chân, khổ báo nóng nực thiêu thân, địa ngục cháy đốt rần rần gào la, khổ báo mờ mịt bao la, muôn đời chẳng thấy anh lòa núi vây. Khổ báo như dại như ngây, ba ba bốn ngục đêm ngày lạnh căm, bốn ngàn tám vạn ngục phân, đêm ngày thông khổ muôn phần đớn đau. Khổ báo có ruột rút đầu, vón xương não tùy biết đâu nói cùng. Nhốt giam lẫn lộn trùng trùng, nhiều đời cha mẹ với cùng bà con, ngay thân mình lung chẳng còn, cũng xa ngục đó oán hận chứa chan, tháng ôi chẳng thể nghĩ bàn. Muôn phần thông khổ vạn lần đau thương, ngày nay sám hối mười phương, chỉ thành cầu khẩn cúng dường chư tôn, nguyện cho khổ báo ngàn muôn, tất cả tan biến tận nguồn gốc mây xưa. Nguyện nhờ công đức chi thành, ăn năn sám hối pháp lành hiện ra, khổ báo địa ngục hằng xa, tỳ thành sắc thấy là tinh thánh. Án đạo cũng chỉ là danh, kẹp cùm địa ngục biến thành an vui, nỗi đau cây kiếm vạn sôi, biến thành cam lộ mắt tươi sen hồng. Đầu trâu mặt ngựa tàn hung, biến thành Bồ Tát đầy lòng từ bi, tội nhân ngục tốn thiết vi, thảy đều thoát khổ tức thì an vui. Phát tâm vô thượng đời đời, lân lân hạnh phúc cõi trời thiền, con xin đành lòng
Thế Phật Đà Quý Tam Bảo Ta Bà Mười Phương. Đấng Pháp Vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng. Thầy dạy khắp trời người, cha lành chúng bốn loài.
quy tròn một niệm dứt sạch nghiệp ba kỳ xứng dương cùng tán thán ức kiếp không cùng tầng. Phật chúng sanh tâm thương rộng lặng đào cảm thông công thể nghĩ bàn lưới để cho vi đạo tràng mười phương phân báo hào quang sáng ngời. Trương báo tòa thân con anh hiện cúi đầu xin thề nguyện quy. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Tần hư không biến pháp giới quá hiện vị lai thâm phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thương trụ tam bảo.